Vì kênh mình sắp đạt 60.000 người đăng ký nên mình sẽ quyết định tặng các bạn Leo Pat với Dragon Vĩnh Viễn và Jojo Free vào buổi chiều chủ nhật tuần này. Nên các bạn nhớ đăng ký kênh mình và like video này để ủng hộ mình nha. 10k bằng 100 Robux, không thể nào mà rẻ như vậy được. Ngoài ra còn có các dịch vụ Gaming Pass giá rẻ nữa. Chưa kể còn có random mặt drop food nữa. Một shop giá rẻ như vậy thì sao có thể tồn tại? Thật ra là có đó. Các bạn hãy đến ngay dũngrobux.com được mua ngay nhé. Nếu như bạn có một niềm đam mê với drop food thì hãy đến ngay shop mycocsupstore.vn. Ở đây chúng ta có bán áo thun drop food cực kỳ pro VIP, các bạn hãy mua ngay nhé. Nếu như bạn đang quá chán nản về việc không random mặt trái gì ngon hết thì bạn hãy tìm đúng video đấy. Và ở video hôm nay chính là 5 mẹo lấy trái quỷ Mexico nhanh nhất trong Lost Fruit thôi các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu video nào. Rồi thì đến với mẹo đầu tiên đó, đó chính là việc các bạn hãy đi cái barrage với mình. Thì cái barrage này nó sẽ spawn tầm khoảng 1 tiếng 15 phút kể từ khi các bạn đặt chân vào một server mới các bạn đó rồi. Và như anh em có thể thấy được cái nhân phẩm của mình rồi đó, chắc chắn mình sẽ ra một cái đó rất là xịn anh em ạ. Oh. À thôi cho đó là bỏ qua đi. Đến với mẹo thứ hai đó chính là việc anh em hay đi rồi random chất quỷ giúp cho mình ha. Thì chung random mấy chất quỷ này rất là dễ ra những chất quỷ mythical anh em ạ. Thì anh em biết mình là một người cực kỳ may mắn rồi đúng không? Cho nên 0.1, 0.2% là chuyện bình thường đối với mình thôi. Anh em nhìn mình nè, một phát là leo phát luôn nè. Ồ, cũng được. Đến mẹ tiếp theo đó chính là anh em hay đi trade cho mình ha. Thì trade thì nó khá là đơn giản nha. Anh em chỉ việc gọi là trao đổi những gọi là những cái chát quỷ hoặc là những cái game pass gì đó mà cũng tương đương giá và những cái người ta thì anh em thì có thể sẽ được những chát quỷ cái giá cao hơn. Ui má lời vãi lời. Kèo trade mẹ lớn nhất lịch sử nhân loại. Let's go. Easy. Thì nói chung á, để dễ dàng như việc trade hơn thì mình có một cái server Discord bên dưới phần mô tả cho anh em. Anh em có thể vô đó và sau đó có vô cái phần trade block food ra để có thể gọi là xin trái quỷ của những người khác ha anh em. Mà nó xin vậy thôi chứ thật ra là anh em không phải tự đi trade nha anh em, chứ đừng có xin nha, để chửi chết mẹ. Bạn quá chán nản với việc không có Robux để có thể mua trái quỷ vĩnh viễn. Bạn xem video của Chí Dũng và ước gì mình là hàng Chí Dũng đó. Thì đừng lo, các bạn hãy cho mình một like, một subscribe và đến chủ nhật hàng tuần và sẽ giveaway để bắt vĩnh viễn nha anh em ha, hoặc là một cái đó bất kỳ anh em muốn chọn như nào cũng được, hoặc là vô ru nữa. Đấy. Rồi đó chính là video của mình, thì anh em hãy cho mình một like, subscribe để cho mình ra những video tiếp theo anh em. Nói thật ra là dạo này mình làm video ngắn ngắn mà lại lười ra video là do mình không phải do mình lười đâu anh em, mà do mình đi học á, cho nên em thông cảm.